Minecraft. Người que do mạnh do Coaster trả lời Việt. Amazon vs Minecraft. Một buổi sáng tuyệt vời. Quyết bệnh 6:30. Ngoại tròn người què đang đi thường ngành. Anh đi bán la. Dạ, ui dạ, cái gì vậy ta? Ui dạ. Cầm thứ lên coi nào. Đặt xuống nào. Wow. Đập này, wow. Ok, cố nào. Đập. Wow, tuyệt vời. Phát minh tuyệt vời của người què. Xem căn nhà nào. Ôi, chuyện nhỏ, xe máy là xem cái ống khói. Ok, căn nhà khoảng khá bình thường, một thang này bạn này. Giường, ok. Mời các bạn. Chào. Ông xây tất cả thứ này bằng cái đó. Ừ, ông thử, nhìn tôi này. Cục đá này. Đập này. Wow, ông dùng thử đi. Đặt này. Ủa rồi, đặt này. Wow, rồi mượn tí nhá. Fuck, thằng kia lấy rồi, đáng mặc chú này. Đập này. Ô, đập. Ồ, đập. Ok, đập thử nào. Đập. Ồ, cái gì vậy trời. Ồ, đập. Ồ, cái gì vậy, đập. À, từ. Hồi như là chế được, đồ thì phải. Ok, chế xem ạ, chế này. Cái này. Ok, đồng cây bị ass rồi. Cúp rồi, đập. Ồ, ngon chim đấy, tuyệt vời. Ê, cu ra đây cho xem này. Gì vậy? Wow, một cái cối xe gió hả? Tuyệt vời đó cha. Ông đúng là một tài năng bấm sinh để build đấy. Thôi mà đi, cái thứ này quá tuyệt vời mà. À, ông nghe hay không? Bắt tay cá nào? Ok, cho ta mượn tí. Để tôi xây cái này xong rồi ông xem. Ok. Núi này, này. Cây này. Lên đỉnh. Oh fuck, lên đỉnh AWL. Lên đỉnh tiếp nào. Lên. Ủa, ta mượn tí nào. Mọi người nhìn lại. Nhìn ta xây một cái này. Mình xem đi. Wow, hay không à. Nhìn nào. Màu hồng, hay đấy. Đây nè. What the fuck. Cái gì vậy? Ra đây vậy? Nhìn thử coi. Hay đấy không ơi? Được rồi. Chưa thấy nào hay rồi. Hello không? Hello. Ông ơi, cho tôi mượn cái cục đấy được không? Không được. Nếu ông muốn mượn này, qua sắp tôi. Mượn đi là bạn bè với nhau. Ông để vào đây. Dùng chiêu mới được. Anh ơi, cho em bú cu với tài nhờn. Chuyện gì ra? Đừng đánh nhau không ơi. Cái này chuyện gì vậy ta? Vậy là hiểu rồi đấy. Ông ơi. Cái gì? Cho ngày nhộn đấy luôn. Mày làm gì hằng nhóc? Cho chúng mày quả ăn TNT. Ta trốn đây. Oh no, ông ấy trốn rồi kìa. Mọi người làm gì chứ? Thoát ra khỏi đây. Nào đây nào. Chả làm gì, ok. Nhìn nào. Từ, ông hãy đợi tôi với. Giúp tôi ra khỏi đây với. Ok, làm nào ra đất nào, đập. Để tôi các ông ơi. Đập. Ok, ông đập nó đi nhá. Ok. Để tôi chế cái cúp bằng đá này. Ông ơi, ông đập hết cái đống sắt đằng kia tôi nhá. Ok không? Đập này. Đập này. Ok, thành. Thế thôi nào. Ta đập này. Cúp sắt đấy, ông này đập hết đống diamond nhá. Đập. Cúp vô dụng này, đập. Ông gà lắm nhìn tôi này. Diamond. Này, ok tôi xin nhá. Ô thằng kia hết diamond ta thấy à. Ok tôi đập chưa. Ta thấy áo này ông ơi, áo diamond luôn đấy. Quần này. Giày này. Này mũ này. Ok ông có một cây diamond đấy. Nào tuyệt vời không, tuyệt vời. Mấy cái diamond tôi nhá. Em lên, ok. Này, diamond của ông đây. Oh my god, nhiều thế. Ok bắt tay vào làm nào. Chết thôi. Này quần này áo các thứ. Áo quần. Này tôi kiếm một vài thứ linh tinh này. Lấy nó đi. Ok.
Ok, một cái cung nè. Cung nè. Ok, một cái tên nè. Ok. Không, mặc em hết vào nhá. Ui, thằng chim này to với cứt. Ô, cho tôi với không ơi. Ok, TNT này. Ô, cung này, con chim. Con chim đấy. Ok. Chúng ta đến với tìm cái rồi, tìm lại cục đất nào. Ok, đi nào. Không, từ từ nhá. 1, 2, 3. Vào. Yeah. Chắc chắc. Ờ, ông kia đâu rồi? Ông biết không? Ờ, đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? Đâu? Ờ, what the fuck, cái gì kia ông ơi? Thật, thật, để tôi. Yeah. Nhớ, một em. Ôi, nhiều quá ông ơi. Chúng ta tản ra giết từng người nhá. Ok, vào. Đánh. Này Nhơn, hết sọc. Vào được Nhơn. Mày Nhơn hả? Mày bắn này, bắn trúng cu luôn. Mày Nhơn hả? Hết sọc này. Ui xời, người đá vào chim luôn. Ok các ông ạ. Ồ, chúng ta lên tầng 1, lên tầng nhá. Bắn hết sọc. Bắn tiếp đi ông ạ. À, ok, giết nó bia đi. Nhơn. Giết nó. Hình như chỗ này là chỗ bị ẩn đấy, chúng ta vào thôi. Cái lồng gì vậy? Ô, sao con chim hiện ra đấy? Ồ, Nhơn này. Lại con nữa kìa. Hình như là tại cái lồng này các ông ạ. Mày. Rồi đập cái lồng này đi vậy. Ok, đã xong rồi. Ok, chúng ta đi tiếp nào. Đi tiếp thôi. Nghe mấy ông ạ. Ô, đâu cái gì đâu ấy. Bóng skeleton ấy. Con này bắn cung ghê quá trời. Ô, nhiều quá. À, chúng ta chết tại ư? Không, để tôi đánh, tôi sẽ làm cái này cho. Ok, phải được rồi đấy. Ta làm gì tiếp theo bây giờ? Ok, các ông đợi tôi nhá. À, tôi sẽ nắp một cái gắt tinh gần. Chói cung vào đây các ông ơi. Không nhìn này, tao. Chói cung vào đấy các ông ơi. Lấy hết cung, mấy cái cung vào đấy. Nhìn tôi này, gắt tinh gần. Cho thêm cung vào các ông ơi. Bắn. Đấy, tôi có cái này. Cho TNT này. Bắn à con. Haha, cái gì vậy? Tôi không biết, tôi không có tội anh nhá. Không có tội nhá. Bắn. Hello. You in my friend. À, chạy đi mấy ông ơi. À. Boom. Sờ ke tuần chết rồi. Wow. Thế nào cụ vụ lộ thế là gửi quá đi hả? Gửi quá đi hả? Ok, không có tiếng gì đâu, thích tiếng đóng cửa nghe là mình phải. Ô, có sau lưng kia ông ơi. À, chém nè. Wow. Cái gì vậy? Một con đường lớn tới Nero. Ok. Để chúng ta đập nào. Này, đập được đấy. Ra chúng ta tôi dùng TNT. Mình nào. Bùm. Ủa như đây con đường rồi các anh em ơi. Đúng cúp tiến thế nào. Đập nát cái màn hình ra. Đập nát màn hình ra nào. Đập. Ok, em đang đến với gần đến đích rồi đấy. Oh my god. Ồ, chỗ này sắp đến đấy rồi đấy. Nhưng mà một đống creeper và skeleton kia. Để tôi. Chúng ta nhờ nó. Đập đi không ơi. Đập cái spawn ra. Đập. Kia. Gắt tinh ăn đây. Những tên nó không ơi. Các ông ăn này đi để hồi máu đấy các ông ơi. Khi ra hồi máu đấy. Ăn nào. Ăn táo có thể gây ung thư các bạn ạ. Để lại đi tiếp nào. Em hồi máu rồi. Ô, ông mặc quần xịt đỏ kìa. Ông làm gì về đây? Các bạn làm gì ở đây? Tôi đang chơi mà. Đừng, các ông đừng hành động. Hãy đưa cái đấy cho chúng tôi. Hãy với chúng tôi như chúng ta còn bạn ngày nào. Đưa tôi, anh bạn trẻ. Không, thằng trẻ trâu cút. Không được rồi, tôi phải dùng văn mạnh thôi. Yeah. Chém này, kiếm tôi bị đứt rồi. Ok, để tôi. Nhìn. Đập này.
đập này, chém này, mua. Ok, có vẻ như ông ấy chết rồi đấy. Ra lấy cái... Ô, cái gì vậy? Tao là bất tử, không bao giờ chết đâu. Tôi đang bị nhầm lối, các bạn chạy đi. Chạy đi. Tôi là sắp trở thành Hero Bride rồi. Hero Bride đấy. Các bạn chạy đi. No. Tôi sắp thành con robot đang ghét rồi. Từ các bạn để tôi ra chứ không lấy họ. Bắn. Được rồi. Tôi dùng TNT cho. No. Nước làm TNT chúng tôi. À, tại đập nào. Đập. Không được rồi. Nó là Oxygen. No. Đường này chúng tôi. Sao ông có thể đánh bạn mình? Chúng ta có từng giây phút rất vui mà. Đừng có đánh. Không, đừng hãy mạng chúng tôi. Chúng ta là bạn mà. No. Hãy nhớ những lúc chúng ta còn vui đùa. So sẽ có đừng buồn mà. Vui vẻ với bạn bè đi. Chúng ta từng lúc ngồi đánh sâm với nhau vui vẻ. Từng làm chụp ảnh chắc nhưng rất là vui. Mà sao giờ đây ông quên những kỷ niệm đó rồi ư? Ta vui vẻ với nhau, làm những trò vui khi cùng nhiều thứ hay. Mà giờ đây ta đánh nhau chỉ về một cục đất. Ông thấy có hợp lý không? Những xung đột đánh nhau chỉ vì một block vô hạn. Đấy, ông giết bạn bè. Ông không thấy mình có lỗi sao? Không, chạy đi với ông ơi. Mày không còn kiểm soát được bản thân rồi. Chạy đi nào. Mày có ông ơi. Chúng ta sắp chết hết rồi. Nếu bây giờ chúng ta mà ấy chết, ông ấy đang tới kìa. Ông đập hết block rồi, chúng ta không còn thời gian đâu các bạn ơi. À, đập này. Chúng ta phải nghĩ kế thôi. Ok, tôi có cách này này. Chúng ta chiến đấu tiếp. Vì ta sẽ hóa giải người bạn này. Ồ, kiếm hỏng hết rồi. Ok, ta sửa chữa. Giờ sao bây giờ? Không đánh nhau tiếp đâu. Ta lấy những thứ ấy đi. Cánh câu cá. Rồi. Thế nào? Cái que xích toi huyền thoại của Great Double Gamer đã đưa tôi rồi. Đây đây nào. Mầm cây cũng là huyền thoại. Ok. Mày. Các người đâu hết rồi? Mọi người đâu rồi? Trốn ở file nào. Tao mà tìm thấy tao giết hết. Tao ở đây nè. Nhơn, ra đây con chó. Đánh mặt tao hả? Nhơn. Ok, tôi đang ấy rồi, các ông anh nhanh lên đi. Đấy, tôi rồi. Cắt thêm bồ, chém cái đường dây nào. Ok, nào. Ok, được rồi đấy. Rồi, xong rồi xuống đi. Ông xây block đất nhanh lên. Nào, cho lớn lên. Bù. Kìa, block kìa, lấy đi không ơi. Rồi, tôi lấy rồi. Đừng có nhanh thế. Cứu tôi không ơi. Ok, tôi đây. Máy tao khác. Nào. Lấy, đừng để ông ấy chạm vào những thứ đó nữa. Chạy đi ông ơi. Của tao. Lấy đi ông ơi. Cho nó bắt thùng rác nhanh lên. Đừng để ông đấy trở thành con người tội lỗi nữa. Mọi chuyện kết thúc chưa? Ạ.
Đau đầu quá, có chuyện gì vậy xảy ra vậy các bạn ơi? Tôi, người tôi làm sao thế này? Tôi không biết đâu. Tôi đã làm gì với em này? Tôi xin lỗi. Xin lỗi các bạn. Không sao đâu, chúng ta vẫn là bạn mà. Chúng ta cùng là anh em. Tôi tưởng các ông đánh tôi chứ. Chúng ta vẫn là bạn. Ok. Ông khá đấy. Ok, chúng ta về nhà nào. Cái gì vậy? Cái máy điện thoại hả? Lấy thử anh coi. Đồ liên minh huyền thoại. Đồ. Bye bye các bạn.